Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo sơ kết những tháng đầu năm của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và ma túy và mại dâm, thì tình trạng tệ nạn mại dâm tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Mại dâm bùng phát ở nhiều địa phương, lan rộng đến vùng sâu, vùng xa, kéo theo lây truyền HIV/AIDS khó kiểm soát. Tuy vậy, thì hình thức cũng như là mức xử phạt mua bán dâm theo luật xử lý vi phạm hành chính đang bộc lộ rất nhiều bất cập. Theo thống kê, ước tính cả nước có trên 25.000 người bán dâm, trong đó có hồ sơ quản lý khoảng 6.300 người, chiếm gần 25%, tập trung nhiều tại một số khu vực như Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, tinh vi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá. Lợi dụng hoạt động kinh doanh có điều kiện, gái bán dâm thường phục vụ dưới dạng tiếp viên nữ, massage trá hình, hoạt động kích dục tại các quán bar, nhà nghỉ, các cơ sở tẩm quất, gội đầu. Riêng tại Hà Nội, từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013, lực lượng chức năng đã triệt phá 294 ổ, bắt 1.138 đối tượng mại dâm, trong đó xử lý hình sự 209 vụ, bắt 235 đối tượng chứa chấp, tổ chức, môi giới hoạt động mại dâm. Đây là các ban ngành phải vào cuộc, hoặc là cái việc kiểm tra xử lý trách nhiệm và cái việc điều hành hoạt động của các cơ sở này thì có liên quan đến cả từ sở y tế và đến vấn đề thanh tra văn hóa rồi là nhiều cơ quan khác. Thì tôi đề nghị là gì, nếu chúng ta không phối hợp tốt mà đây là chỉ giao lại quyền cho công an để trực tiếp làm thì tôi nói đây là một khó khăn rất lớn. Nếu không làm tốt cái việc này, không tham mưu tốt thì sẽ làm cho cái tình mại dâm trong thời gian tới nó sẽ còn. Mấy anh có một đường dây mới đang gọi là về nhà nghỉ của người ta làm, người ta lo ăn uống ngủ nghỉ ở đấy, đẩy giá lên 400-500 rồi cắt 50-50, khách vào thì là kiểu như nhà nghỉ nó quản lý luôn ấy, rồi nó thu tiền của khách luôn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, Nghị quyết 24 về thi hành luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức xử phạt đối với hoạt động mua bán dâm không đủ tính răn đe. Đặc biệt, với quy định người bán dâm không bị đưa vào các cơ sở giáo dục, chữa bệnh, đây được cho là nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng các đối tượng có thể tràn lan ra đứng đường nếu không có sự quản lý tốt từ cấp cơ sở. Câu chuyện về việc cần có giải pháp gì để có thể hạn chế mại dâm cũng được đặt ra tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm sáng nay ngày 10 tháng 9. Ủy ban này cũng thừa nhận là một trong những nội dung còn khó khăn vướng mắc và cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai luật xử lý vi phạm hành chính đã được đề cập đến là quy định không áp dụng đưa vào cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc đối với người bán dâm như trước khi luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực. Trước đó, Nghị quyết 24/2012 của Quốc hội về thi hành luật xử lý vi phạm hành chính có quy định không đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với người bán dâm. Với quy định này, các ý kiến cho rằng coi như đóng cửa trung tâm 5 hay còn gọi là trung tâm giáo dục dạy nghề phụ nữ. Cùng với đó, người bán dâm khi bị bắt giữ chỉ bị phạt tiền với mức thấp nên hiệu quả răn đe không cao. Theo đó, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp. Để tháo gỡ vấn đề này, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vũ Đức Đam đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh phòng chống mại dâm để đề xuất sửa đổi hoặc xây dựng ban hành luật phòng chống mại dâm. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm và khẩn trương các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1 tháng 12 năm 2014. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang tìm các biện pháp để đấu tranh xử lý loại tội phạm mại dâm, thì ở một khía cạnh khác đã có một số quan điểm được cho là khá mạnh dạn để kiểm soát thực trạng hoạt động mại dâm ngày càng rầm rộ với những biến tướng khó lường và khó kiểm soát như hiện nay. Đáng lưu ý thì nhiều ý kiến cho rằng là nên công khai danh tính của người mua dâm và cần có lộ trình để hợp pháp hóa mại dâm để có thể quản lý tốt hơn. Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất công khai danh tính người mua dâm tới đoàn thể chính quyền địa phương để kiểm điểm giáo dục. Mục đích nhằm ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn mại dâm, đảm bảo xử lý công bằng giữa người mua và người bán dâm. Theo cơ chế thị trường thì phải xử lý cả cung cả cầu. Bây giờ đang giải quyết cái hướng thiên hướng là gì là cung, còn cầu chưa giải quyết. Thì đấy là một cái hướng mình suy nghĩ là phải làm sao đó phải có cái thiên hướng để kìm hãm cho cái người có nhu cầu đi. Ngay lập tức, dư luận xã hội đã dấy lên những tranh luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì nhiều ý kiến phản đối gay gắt.
bởi khi công khai danh tính một người mua dâm và một người bán dâm là đã san đều cay đắng cho tất cả những người có liên quan đến họ. Liệu sẽ có cơ hội nào đối với người mua dâm khi mà tên tuổi của họ đã được công khai? Đề xuất công khai tên người mua dâm của thành phố Hà Nội thực ra nó chỉ là một giải pháp tình thế. Nó không phải là một cái phương cách quản lý hữu hiệu nhất. Khi mà quản lý xã hội thì chắc là phải nhìn từ tầm vĩ mô và cả cân nhắc cả những cái cảm quan của xã hội trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó. Trước nhiều cái khó trong ngăn chặn tệ nạn mại dâm, nhiều ý kiến cho rằng nên hợp pháp hóa mại dâm. Hiện nay trên thế giới có khoảng 20 quốc gia đã hợp pháp hóa hoạt động mại dâm. Mua bán dâm ấy, nó đã tồn tại rất lâu rồi và nó thậm chí nó phổ biến trên thế giới rồi. Nó gắn liền với những vấn đề của cái đời sống xã hội, kể cả cái văn hóa, cái tập quán của mỗi quốc gia. Giải quyết nó thì đương nhiên chúng ta phải nhìn cả hai mặt. Một là những cái giá trị chung của nhân loại ứng xử với cái hiện tượng này như thế nào. Và thứ hai là chúng ta cũng không thể không nhìn đến những cái yếu tố, cái giá trị có tính truyền thống, cái văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, xét trên mọi phương diện, từ truyền thống đạo đức, trình độ phát triển kinh tế xã hội, cũng như trình độ quản lý, thì rất khó có thể hợp pháp hoạt động mại dâm. Thay vì câu chuyện có nên công khai danh tính người mua dâm hay hợp pháp hoạt động mại dâm, thì có nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai. Thông tin tuyên truyền về những vấn đề để người ta thấy rằng tệ nạn mại dâm là vấn đề là không nên. Và ngay cả vấn đề người ta không nên kỳ thị phân biệt với xử với người bán dâm. Và đặc biệt là chúng ta phải tiếp cận một cách rất sâu sắc với những người có nguy cơ cao mà chuẩn bị xa vào tệ nạn mại dâm, những chị em phụ nữ đấy, khủng hoảng gia đình, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa. Những vấn đề như mại dâm, cờ bạc, nghiện hút luôn song hành cùng với sự phát triển của xã hội. Ở quốc gia nào cũng có, nhưng cũng chưa có quốc gia nào có thể giải quyết triệt để. Vì vậy, thay vì những đề xuất khó khả thi, cần những giải pháp mềm dẻo, linh hoạt và khả thi hơn. Trong khi một số quốc gia còn khắt khe với hoạt động mại dâm, thì một số nước lại cho rằng việc hợp pháp hóa mại dâm sẽ giúp đưa ngành kinh doanh này ra ánh sáng, thay vì hoạt động ngầm để dễ dàng quản lý, ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ. Quận The Wallen của thành phố Amsterdam, Hà Lan, ban ngày là những con phố bình thường như bao con phố khác. Nhưng khi đêm đến, các hoạt động mua bán dâm diễn ra công khai và náo nhiệt. Nơi đây được coi là tiêu chuẩn vàng cho phố đèn đỏ ở châu Âu. Hà Lan là một trong những quốc gia hợp pháp hóa mại dâm từ rất sớm. Tháng 10 năm 2000, nước này đã xóa bỏ các quy định cấm nhà chứa và công nhận mại dâm là một nghề hợp pháp. Người bán dâm đăng ký như những lao động bình thường. Mặc dù cho phép dịch vụ mại dâm hoạt động, nhưng tất cả các cơ sở mại dâm đều phải chấp hành các quy định về điều kiện làm việc theo đúng tiêu chuẩn chất lượng dựa trên sự quản lý của hội đồng thành phố. Mọi hoạt động maco chăn dắt khách đều bị coi là bất hợp pháp và luật sở tại có các chế tài xử lý ở mức độ khác nhau theo luật hình sự của Hà Lan. Ngoài ra, những đối tượng hoạt động mại dâm đều phải chấp hành lịch khám bệnh, xét nghiệm định kỳ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho chính đối tượng mua và bán dâm. Trong khi đó, mại dâm cũng được cho là hợp pháp và có luật lệ quy định tại Đức. Quốc gia này hợp pháp hóa nghề mại dâm vào năm 2002, tạo nên nền công nghiệp thu về 16 tỷ euro mỗi năm. Số người hành nghề mại dâm tại Đức cũng tăng gấp đôi, lên đến 400.000 người so với 20 năm trước. Khách hàng phần lớn là dân du lịch, đến từ các nước lân cận, nơi cấm đoán khá nghiêm ngặt chuyện mua bán tình dục. Ở quốc gia này, những người hành nghề mại dâm phải từ 21 tuổi trở lên, phải tiến hành đăng ký hành nghề và thường xuyên đi khám sức khỏe ở các bệnh viện. Các nhà chứa cũng được hoạt động hợp pháp, nhưng có sự giới hạn bởi pháp luật và do nhà nước điều hành quản lý. Việc chứa chấp mại dâm ngoài những nhà thổ do nhà nước quản lý đều là bất hợp pháp. Về vấn đề có nên hợp pháp hóa mại dâm hay không, các chuyên gia cho rằng điều này phụ thuộc vào từng điều kiện của mỗi quốc gia. Nếu không có các quy định chặt chẽ, thì hoạt động này sẽ mang đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tình trạng buôn người, ma túy, bóc lột tình dục và bạo hành.